lực để tôi đi thi công ty cà phê là muốn biết chất lượng, tôi nghĩ về chất lượng cây cà phê, chất lượng cao là những gì khó khăn để tôi gặp phải là để chăm sóc cây cà phê thì thu hoạch. Tôi mong người tiêu dùng Nhật Bản yên tâm dùng cà phê của chúng tôi vì làm sạch 100%. Người tiêu dùng Nhật Bản yên tâm để sử dụng.